Đi đóng mé. Đóng mé hả? Ừ. Mày tắm chưa? Dạ rồi. Rồi thôi đừng đi. Đi short hả? Ở đây nè. Mía. Mía. Mía nhà trồng luôn. Cắt mướp luôn á, chút cắt mướp luôn. Trái quá trời. Mấy cây ốm ốm cao cao hả? Con đứng đây được không? Đi vô với ông ngoại đi ba. Đây là mấy cái mía nha. Chắc được rồi. Dạ, kiên trắng à? Dạ. Lại đây. Mấy trái này cắt luôn hả? Ở ngoài có con trái nữa còn hổ. Từ từ ra. Như có ba trái. Anh kia còn trái. Trái anh kia già không ta? Không, không có già đâu. Nhỏ hơn, đủ ăn hả? Đây kéo cậu ơi. Sau lưng á. Đây. Chụp. Chưa thôi. Đi vào bằng. Ôi dạ, dạ, kiến đâu vậy? Cái da nó vàng giống thứ mía người ta cúng cô hồn. Mía đó gọi mía gì ta?